Nó không mang cá về, và cá toàn cá chép vì nướng nó ngon. Một là cá rô, hai là cá đen. Còn rô phi đó nhìn tròn thế. Luôn à? Nhưng uống rượu, nhiều rượu quá ai như nào? Chiều rồi còn hết cả thịt, cả thứ để cho bát quả lúc sáng. Không còn gì.